Thứ tư, mùng 7 tháng 7, 5 giờ 30. Guten Morgen, meine Freunde. Sớm, bạn view tầm giờ này sướng, nhẹ nhàng, yên tĩnh, ít xe cộ. Đấy. Sướng nhất là ngồi thiền được tầm khoảng 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ mà mình ngồi thiền được ở ngoài này là đỉnh cao luôn. Nhưng mà mình thế là mình phải dậy từ 4 rưỡi. Hỏi mặt khởi động các thứ nữa, đánh răng 4 rưỡi dậy, khởi động đánh răng để được 5 giờ vào thiền thì cũng phải 4:20 dậy, càng đét 4:20 dậy, túc tắc tí. 5 giờ vào thiền, 5 giờ vào thiền nó yên tĩnh, yên tĩnh thiền đến 5 rưỡi là tầm bây giờ. Thiền tầm mới sườn, mơ mơ màng màng, yên tĩnh, không khí trong lành, mát mẻ, hòa mình vào thiên nhiên. Ok, mình đi khởi động một ngày mới. Buổi tập đầu tiên của tuần thứ hai, một bài full body toàn thân. Hôm qua thì mình nghỉ rồi, hôm nay mình phải tập. Hôm mình vào bài luôn, bài tập đầu tiên. Xong rồi, mình nhắc tới các bạn. Lên được qua vòng thứ hai khủng khiếp quá, cố gắng nốt qua vòng thứ ba là ok. Mấy cái bài này nó đưa mình tới biên giới luôn, nó đưa mình tới giới hạn của bản thân luôn. Vậy là ok. Ok, mình tổng kết nhanh cuối ngày phát. Hôm nay là một ngày cực kỳ phê, dài, nhiều việc. Thiền. Hôm nay là thứ tư. Hình như sáng nay mình đặt chuông đồng hồ nhầm thành 20 phút liền hay sao ấy. Để mình xem lại thử xem nào. Nhớ mang máng trong đầu là như vậy, nhưng mà không biết có đúng không. Ấy, đúng luôn. Sáng nay ngồi thiền 20 phút liền. Bảo sao ế hết cả chân. Đáng lẽ là chỉ là 19 phút thôi. Nhưng mong sao lên nhanh cũng được. Ok, luật hấp dẫn hôm nay chưa làm được gì cả. Tập thể dục. Thứ tư, dậy sớm,
thứ tư luôn. Ba trải nghiệm được ba phát liền. Đến cuối ngày, đầu ngày thì mình cứ nghĩ là mình chả làm được mấy, nhưng mà cuối ngày thì cũng làm được khá khá việc phết. Thôi thì để bây giờ đằng nào cũng đứng đây rồi thì trải nghiệm luôn luật hấp dẫn. Sẽ nói lời cảm ơn. Mình sẽ nói lời cảm ơn những điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày dài với 4 ca công việc. Nó, ôi, mình quên mất một ca mình phải dạy bù. Nên là mình có 4 ca liên tiếp, vừa mới nghỉ xong 10 giờ nghỉ. Thì nhân tiện đây, mình cảm ơn công việc đã rất trôi chảy, rất thuận lợi. Mình đã có thể chia sẻ được rất nhiều kiến thức. Thông qua công việc thì mình cũng cảm ơn luôn tất cả những khoản tiền mà mình nhận được trong cuộc sống. Và cũng thông qua ngày hôm nay cực kỳ nhiều trải nghiệm, cực kỳ tiêu hao năng lượng. Mình cảm ơn luôn món quà sức khỏe đang giúp mình cũng được sống. Và tiếp tục theo đó là mình cảm ơn những món ăn sếp nhà mình đã nấu cho mình ngày hôm nay cực kỳ tuyệt vời, nhiều năng lượng, nhiều energy, cực kỳ nhiều năng lượng, đậm đà, ngon, bổ. Tiếp theo đó là mình muốn cảm ơn tất cả vạn vật, những đồ vật hôm nay đã giúp đỡ mình. Máy tính rồi, điện thoại, máy quay, em GoPro rồi, tất cả mọi thứ trong căn phòng này, vạn vật, thời gian, vũ trụ đã sắp xếp cho mình có một ngày hôm nay cực kỳ bận rộn, cũng cực kỳ nhiều trải nghiệm, nhưng cũng cực kỳ vui. Ok luôn, nhân số học, à quên nhầm, luật hấp dẫn hôm nay là thứ tư, ngon luôn.